Chào mừng mọi người quay trở lại với buổi livestream hàng ngày của phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Nguyễn Du. Tại số 355 đường Võ Văn Tần, phường 5, quận 3 thì hiện tại là em đang ở phòng phẫu thuật và vừa thực hiện xong một ca mổ bọc sụn bên tay mọi người nha. Và bây giờ chúng ta sẽ được bác sĩ Việt nè thăm khám lại chiếc mũi và sẽ phân tích cho mọi người xem cái hình ảnh trước đây cho mọi người hiểu rõ về chiếc mũi của chị khách này nha. Các bạn thấy cái mũi nhìn thẳng, cô này có cái mũi rất khó làm. Nhưng các bạn nếu mà mũi kiếm mà mũi mở một cấu trúc thì cái mũi này dễ, nhưng mà mũi kiếm rất khó làm. Và do cái mũi của cô này rất tẹt, tẹt tét luôn, hai cái này nó dính, nó làm cho cái cánh mũi bè ra, bè xẹp ra ha. Chỗ này là chỗ vấn đề, cái đầu mũi bè các bạn thấy ha, nó tạo bẹt này. Cái mũi thấp là khó nói rồi. Rồi cái 45 độ các bạn thấy tẹt luôn. Thấy không? Cái này nó tẹt rồi. Đây. Khó nhất của cô này là cái này nó xiết xuống, nó kéo cái đầu mũi xuống. Thấy không? Nó kéo cái đầu mũi, nó kéo giật cái đầu mũi lên vậy nè ha. Cho nên mình phải bung cái này ra. Mở rộng cái này ra hai bên luôn. Xong mở rộng luôn cái sụn cánh mũi dưới nè, không mũi trên nè. Để cái da phía này nó bung giải phóng lên, mình mới kéo lên trên đây được, mới tạo được cái đầu nó cao dút lên nó nhọn. Là bằng chứng là các bạn thấy khi tôi bung rộng ra đây, tôi bung rộng từ đây luôn, bung rộng một khỉnh thuốc trên đây để nó bung ra thì nó tách cái lớp niêm mạc phía dưới và cái da phía trên ha. Cái sụn cánh mũi vậy, tách sụn cánh mũi trên dưới tách lên hết thì mình mới bung rộng lên được, thì cái độ đàn hồi để nó có thì mình mới đưa cái cánh đoạn mũi lên. Thì các bạn thấy cái đầu mũi này đây, thẳng lên đây rất là rõ ràng, nó thẳng bằng ha. Hồi nãy nó bị giật ha, giật nó thiếu nè, cái đầu mũi này nó giật lên trên ha. Cái đầu mũi này đây giật lên trên, bây giờ mình đưa cao rồi đưa nó đẩy nè ha. Đây từ đây mình đưa cao đẩy lên thẳng bằng luôn, thẳng bằng. Giờ cái thanh mũi nó thẳng rất là thẳng, cuối cùng chỗ này không có sống luôn đấy. Rồi nó là như vậy, mình mẫu kiếm thì như vậy là rất là hay. Cái này tôi mổ là ngoài tách đó thì tôi dùng cái sóng nhân tạo thôi, nhưng mà cái đầu mũi này khi mình làm nó lên cao vậy quá, để cho nó dày cải thiện được nhiều, da mũi nó dày lên đó, không có bị mỏng. Cái này thì mình dùng một tí xíu sụn dành tay, tôi có lấy cái sụn dành tay vào đây một tí này ha, lấy sụn dành tay này một tí, tôi mới đắp lên cái đầu mũi để tạo một cái mũi tốt. Nó nhìn như áng mũi rất đẹp, rất là tự nhiên. Sau này chắc khó người ta biết mà mời cô này được nâng mũi. Đây thưa mọi người, thì đó là chiếc mũi của chị khách nha mọi người nha. Dạ em cảm ơn bác rất là nhiều. Thì và những chị khách hàng nào còn đang thắc mắc về dịch vụ nâng mũi nè, thì các bạn có thể đến bên địa chỉ là 355 đường Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, sẽ được bác sĩ Việt ở đây thăm khám trước cho mình nha, và sẽ tư vấn cho mình nha, rồi sau đó khách hàng sẽ làm dịch vụ. Và những chị em nào còn thắc mắc những chiếc mũi, mình có thể gửi hình ảnh của mình vào các fanpage thẩm mỹ viện Nguyễn Du hoặc là Facebook bác sĩ Việt mọi người nha, để được các bác sĩ ra thăm khám qua online vẫn được nha. Dạ, thì em xin kết thúc livestream tại đây, để cho chị khách để được thăm khám lại chiếc mũi của mình và được chườm đá để về nhà mọi người nha. Cái này mấy chị em thắc mắc mới được chứ mấy anh không được, cái này là mấy anh vẫn được vậy.